Ngày 18 tháng 1 năm 2019 tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Vietinbank tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị về phía Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương; Trần Thị Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban phong trào Thanh niên Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương. Về phía Đảng ủy Ban lãnh đạo Vietinbank có các đồng chí Trần Kiên Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietinbank; Phùng Khắc Kế, thành viên Hội đồng Quản trị. Đoàn Thanh niên Vietinbank có các đồng chí Đoàn Thị Kiều Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên; Bùi Hoài Nam, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Vietinbank. Năm 2018, Đoàn Vietinbank đã phát động, triển khai tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhằm tạo môi trường để thanh niên rèn luyện phẩm chất đạo đức kỹ năng. Đoàn Vietinbank đã phát động cuộc thi sáng tạo trẻ lần thứ 2 năm 2018 với chủ đề Tuổi trẻ Vietinbank thi đua chào mừng 30 năm thành lập Vietinbank, đã thu hút hơn 800 đề tài ý tưởng cấp cơ sở, 236 đề tài dự thi cấp Vietinbank. Đoàn viên thanh niên Vietinbank đã phát huy vai trò xung kích, tham gia tích cực thi đua phát triển kinh doanh, góp phần không nhỏ vào kết quả kinh doanh của Vietinbank. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Kiên Cường khẳng định, những kết quả Vietinbank đạt được trong năm 2018 có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ trẻ, lực lượng đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích. Mọi cán bộ đoàn viên Vietinbank đã nỗ lực không ngừng để phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Ông Vũ Đức Tú cũng ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Đoàn Thanh niên Vietinbank trong năm 2018. Ông Tú chia sẻ, Đoàn Vietinbank tiếp tục làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tại hội nghị, đại diện Đoàn Thanh niên Vietinbank cùng đại diện 98 ban chấp hành cơ sở đoàn trực thuộc đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua năm 2019. Cũng tại hội nghị, nhiều cá nhân và tập thể đã được khen thưởng ở cấp Trung ương Đoàn, Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương, Vietinbank. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.